Cái ảnh các bạn xem đây chính là camera hòm, camera trong hòm các bạn nhá. Đấy, dây như mạng nhện chưa? Rồi chào mừng các bạn trở lại với clip bọn mình đi cải tạo hệ thống camera cũ cho nhà khách. Camera nhà anh lắp từ thời 2000 linh mấy cũng không nhớ được nữa, bởi vì bố mẹ anh ấy lắp xong bây giờ cho anh chị cả cái tòa nhà đó. Thì bây giờ anh chị có nhu cầu muốn làm gọn nên đã book đội mình đến thi công gọn lại hệ thống dây. Đấy thì bây giờ mình đã bốc hết sản phẩm thiết bị ở trong hòm này ra rồi. Và gỡ hệ thống dây ra và chuyển cái hòm này ở trong phòng ngủ, chuyển ra cái khu vực ở giữa cái khe ban công. Anh chị không muốn để thiết bị đầu camera trong phòng ngủ nữa, chuyển ra chỗ khác thì phải đi gỡ và luồn lại dây. Dây nào ngắn là phải nối hoặc thay. Còn dây nào đủ thì vòng vào đấy, thừa thì cắt anh em ạ. Đấy thì mình cũng đang chuyển tủ ra ngoài này. Và đi qua đường khe cửa. Cái khe cửa này nó có lỗ rồi. Bọn mình chỉ khoan to ra thôi để cho thêm dây vào thôi. Và đây là đang đi vòng dây về nhưng mà vẫn chưa xong. Nên dây nó vẫn lòng thòng ở ngoài. Nói chung là mình sẽ đi với phương châm là cũng báo luôn với anh chủ là anh chị muốn thay mới dây hoàn toàn hay là tận dụng lại tất cả mọi thứ có thể, thì anh chị bảo là cứ tùy em làm thôi. Nhưng mà mình cảm thấy là bộ cam này nó lâu đời rồi nên cũng là cam IP nhưng không có PoE của Yahoo. Thì bây giờ mình mà thay hết dây mới và cả nhân công làm thì anh chị rất là tốn kém. Nên mình tận dụng lại hết dây cũ cho anh chị, cứ bảo là anh chị dùng đi, sau hỏng đâu em sửa đấy cho. Chứ bây giờ thay hết dây mới và đi lại hết ống ghen đẹp ấy thì cũng tốn mớ đấy. Đấy nên bọn mình cũng đã dùng theo phương châm là tiết kiệm nhất cho chủ nhà, là đã có mỗi cái tủ điện là mình mua đến mình lắp cho anh chị thôi, còn đâu tất cả vật tư trong tủ này là của khách cũ có hết các bạn nhé. Mình đang xỏ nốt cái dây mạng của những cái mắt nào mà nó bị không có tín hiệu, nó bị đứt, nó bị thiếu, bọn mình đã phải lần phải tìm rất là lâu nhé, bởi vì thợ trước là họ lắp 9630 lắm nên không phải mình lắp nên tìm rất là khó. Nhưng dù sao nó rất là vui là được làm với nghề đam mê, với cả được phục vụ khách hàng khó dễ cân tất anh em nhé. Đây cũng còn 3 mắt nữa chưa lên đây này, đây còn đang đi tìm nốt dây và xem mắt đấy nó thiếu ở đâu, bởi vì dây thu về đây dây nào thừa là cắt tất, không có đánh dấu đánh rước hết, bởi vì biết đâu mà đánh dấu mất thời gian lắm các bạn, cắt hết cắt hết đấy. Đây là một cái đường ghen của router wifi phòng bên kia, mới đầu lòng thòng lắm thì cái này chính là vợ mình làm, cái thiết bị này là vợ mình làm chứ mình không làm, mình chỉ làm tủ mạng ngoài kia thôi. Vợ mình là người đi giải dây và thu dây về một tổng, mình chỉ ngồi làm tủ mạng thôi. Cái tủ mạng làm hơi bị lâu đấy anh em nhé. Vâng. Đấy thì bây giờ đã gọi là xong rồi đấy. Bọn mình bận quá, mỗi người một việc chia nhau làm nên không có thời gian quay. Đấy nên đây là đang dọn, anh chủ anh rất tâm lý, anh bảo cứ để anh dọn nốt cho. Cái gì linh tinh thì anh cũng vứt hết để cho vợ chồng về cho đỡ muộn ấy, mình làm từ sáng đúng một ngày cho anh chị luôn, tỉa tót cẩn thận luôn. Lắp lại hết hệ thống mạng, camera, cả cam wifi, cái thứ có con nào là bọn mình lắp hết, không từ chối bất cứ một cái nhu cầu nào của khách hàng cả, làm tất đấy. Bây giờ là lên đủ 9 mắt rồi các bạn nhé. Đó. Đây, Đây. đây là lên đủ 9 mắt rồi. Điện Model wifi đâu? chính bọn Sao mình điện treo của ở bác? bên ngoài để Thôi để cho vẽ nó trên không bị cho cản sóng, không nó để vào trong làm gì. hợp Với lý cả anh em xong. nhà mạng đến hay thì anh em chỉ cần nhổ ra thôi, nó Ừ, tiện xong rồi hơn nhá. mình treo vào Đây, trong này các lên bạn hoàn nhé. thiện hết rồi. Cải tạo lại 9 mắt Rồi camera. anh em nào camera Phòng cũ đúc này. xấu quá cần Rồi. cải tạo thì bên mình vẫn nhận anh em nhé. Chủ yếu là bên mình là lắp mới nhưng mà mình không ngại bất cứ một nhiệm vụ gì. Nên anh em có nhu cầu thì cứ alo, chỉ cần có thời gian thôi là mình sẽ phục vụ anh em, nhiệt tình anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em đã xem video đây. Thôi để video tự trôi nốt thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cho anh em những Cúi đầu clip xuống nha sau. để đóng Anh tủ em có đây. nhu cầu ủng hộ cho mình nhé. Có chìa khóa không? Có.
Thôi, thu đồ đi về thôi.